Thưa quý vị, hai ngày đầu thực hiện Ai ở đâu, ở yên đó của thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã rất lo lắng vì đây là giai đoạn quan trọng để chăm sóc, thu hoạch lúa hè thu và các loại rau màu khác. Và sự lo âu này đã sớm được gỡ bỏ khi mới đây, thành phố đã có chủ trương cho người dân ra đồng để chăm sóc lúa và hoa màu nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch. Sau đây là ghi nhận niềm vui của người trồng rau tại vùng rau an toàn Túy Loan sau Hà Phong vào sáng nay ngày 18 tháng 8. Được sự cho phép, một số hộ rất vui mừng khi được ra đồng tưới nước, chăm sóc các loại rau ăn lá tại vùng rau an toàn Túy Loan và thu hoạch cây mè. Bởi nếu thu hoạch chậm trễ sẽ dẫn đến năng suất kém hoặc phải cắt bỏ làm thức ăn cho gia súc. Hơi vợ chồng do mà rồi cũng ngon rủi mấy vùng mè trong thời vụ thu hoạch. Nhưng mà trong khi bữa nay mà có cái lệnh của nhà nước mà cho để đi ra mà thu hoạch rồi với lại chăm sóc cái đồng ra thì tôi rất là vui mừng. Vợ chồng tôi cũng chắc cũng tranh thủ để rồi thu hoạch bao cái mè. Ra cánh đồng rau sạch rất là đổn bổ, bởi vì là hiện tại bây giờ cánh đồng rau sạch là ơ rau ở đó là phần ơ nấy lồm chứ không có tập trung, mỗi người có một đốn rau khoảng cách không riêng chi cỡ 50 mét đến cả 100 mét cách một người, không phải riêng chi là không phải là tập trung là một đến hai người gần khoảng cách mấy chứ hơi mấy đâu. Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Túy Loan có 45 hộ canh tác hơn 6 hectare rau màu các loại. Sau khi có chủ trương cho phép người dân ra chăm sóc, thu hoạch lúa và hoa màu của thành phố, hợp tác xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong điều kiện của dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác vận động người dân tuân thủ nghiêm khung giờ ra đồng cùng các quy định khác trong phòng chống dịch. Thì trên tinh thần đó, thì hợp tác xã xây dựng phương án cho bà con ra đồng chăm sóc và thu hoạch rau, cung cấp cho các cái siêu thị. Thì trên cái đó thì hợp tác xã xây dựng cái phương án là chia giờ chăm sóc, là chia giờ đó là tổng diện tích trên đây là 6 hectare rộng, chia làm mỗi lượt đi chăm sóc và thu hoạch thì chỉ được tốn với 10 người, là chia đều đây nó là chưa cự ly cách ra là rất xa, từ trên 15 mét. Trước đây, trung bình mỗi ngày hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cung ứng cho thị trường khoảng 3 tấn rau củ quả, nhưng những ngày đầu thực hiện Ai ở đâu ở yên đó thì lượng tiêu thụ rau màu đã giảm nhiều do nguồn dự trữ trong dân vẫn còn và nhất là nhiều đơn vị vẫn chưa có giấy thông hành để lên thu mua rau. Giờ đến nay thì hợp tác xã đã qua là ngày thứ 2 rồi mà chưa nhận được cái giấy mà cấp lưu thông hàng hóa, nên phải nhờ các cái đơn vị bọn là có xe để lên là vận chuyển hàng hóa đưa đến các siêu thị, rồi mong rằng là có cái sở xã công thương và công an thành phố để sớm cấp cho các cái đơn vị. Hiện nay là còn rất nhiều cái đơn vị là chưa được lưu thông, bây giờ có cái xe đơn vị khác có được lưu thông trước là giúp đỡ là tạo điều kiện cung cấp hàng cho các đơn vị.